những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Quân đội Ukraine tiếp nhận hệ thống phòng không Patriot MIM-104 do Đức cung cấp. Nga xây dựng mạng lưới phòng thủ dày đặc ở Ukraine. Chiến trận Bakhmut, người Nga khai thác mọi thứ, ngay cả xác chết những người lính của họ. Điện Kremlin đáng tin thảm họa trước cuộc phản công của Ukraine, 80% lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga đã bị tiêu diệt. Ukraine chính thức phát động cuộc tổng tấn công mùa xuân, lộ nơi lực lượng Ukraine phản công khiến Nga sợ nhất. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quân đội Ukraine tiếp nhận hệ thống phòng không Patriot MIM-104 do Đức cung cấp. Kính thưa quý vị, theo trang web chính thức của chính phủ Đức, vào tuần trước, Quân đội của Ukraine đã nhận được hệ thống tên lửa phòng không Patriot MiM-104 cùng với cơ số đạn dược đi cùng từ quốc gia này. Ngoài một đơn vị tên lửa phòng không Patriot đầu tiên mà Ukraine nhận được từ Đức, Berlin cũng đã cung cấp một cơ số tên lửa cho hệ thống phòng không hiện đại do Mỹ sản xuất và 16 xe tải bọc thép Mercedes-Benz Zetro bổ sung, nâng tổng số viện trợ loại xe này đến 76 chiếc. Trên tài khoản Twitter chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Kresnikov viết, Ngày nay, bầu trời Ukraine của chúng ta đang trở nên an toàn hơn vì các hệ thống phòng không Patriot đã đến Ukraine. Những quân nhân phòng không của chúng ta đã làm chủ vũ khí nhanh nhất có thể, và các đối tác của chúng ta đã giữ lời hứa. Đây là kết quả của những nỗ lực hết sức mình do Tổng thống của chúng ta Zelensky lãnh đạo. Tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết cung cấp cho Ukraine một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot đầy đủ, thường bao gồm từ 4 đến 8 xe vận tải, phóng đạn với 4 tên lửa mỗi xe. Mỹ cũng đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine hai khẩu đội Patriot. của tháng 3, đã hoàn thành có huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng tại Oklahoma. Hà Lan cũng cam kết cung cấp hai khẩu đội Patriot mim 104 Bajot là hệ thống tên lửa phòng không SAM hiện đại, đang có trong biên chế của quân đội Mỹ và một số đồng minh NATO sử dụng. Một đơn vị Bajot thường bao gồm các xe vận tải, phóng, đài điều khiển hỏa lực, radar, máy phát điện và những phương tiện hỗ trợ khác. Hệ thống tên lửa phòng không Bajot có chức năng trọng tâm là đánh chặn, tiêu diệt các loại tên lửa và máy bay chiến đấu các loại của đối phương. Một khẩu đội Bajot có trị giá ước tính 1 tỷ đô la. Các hệ thống phòng không Patriot cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là sử dụng kết hợp giữa các tên lửa phòng không đầu tự dẫn chủ động PAC-3 sử dụng động năng đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn 30 đến 60 km và tên lửa bắn chủ động đầu đạn nổ phân mảnh PAC-2 chống lại các máy bay chiến đấu với tầm bắn lên tới 160 km. Quân đội Ukraine đã được huấn luyện khai thác sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong những tháng gần đây trong một chương trình huấn luyện tốc độ cao của các quan chức quân sự Mỹ. Khóa huấn luyện bắt đầu tại Fort Steele ở Oklahoma vào tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào tháng 3. Quân đội của Ukraine cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện ở châu Âu cùng với các chuyên gia phòng không Hà Lan và Đức. Nga xây dựng mạng lưới phòng thủ dày đặc ở Ukraine Bản đồ chiến sự mới cho thấy Nga đang xây dựng một mạng lưới dày đặc các công sự phòng thủ ở khu vực Saborisha, phía nam của Ukraine, để đề phòng một cuộc phản công từ Kiev. Các bản đồ được đăng tải bởi các tài khoản Twitter WarMapper và Mapper, chuyên cung cấp các cập nhật địa hình hàng ngày về chiến sự Ukraine. Báo cáo cho thấy, các lực lượng của Nga đã thiết lập các tuyến phòng thủ rộng lớn trong khu vực. Graham Mapper đăng trên Twitter kèm theo một bản đồ cho thấy một mạng lưới các tuyến phòng thủ trong khu vực cho biết các lực lượng Nga ở Ukraine đã và đang phát triển một loạt các công sự phòng thủ cách tiền tuyến hiện tại vài km. Hôm 18 tháng 4, Graham Mapper đã xuất bản một phiên bản sửa đổi và cập nhật của bản đồ với dòng tweet. Dựa trên tác phẩm của Bratiaev, tôi đã thêm mở rộng các chiến hào và vị trí phòng thủ dọc theo mặt trận Zaporizhia. Bản đồ cho thấy các công sự trong và xung quanh Melitopol, các tuyến phòng thủ bao quanh các thành phố Vasilevka và Tộc Mắt và trải dài qua thành phố Bolohi. Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hansen, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói với Newsweek rằng ông dự đoán một cuộc tấn công mùa xuân của Ukraine có thể bắt đầu ở Saborizia. Hansen cho biết Ukraine có thể phát động phản công ở một nơi nào đó xung quanh khu vực Saborizia hoặc về phía đông hướng tới Mariupol hoặc bờ biển. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một đánh giá về cuộc xâm lược ở Ukraine vào ngày 12 tháng 4 rằng, Nga trong những tuần gần đây đã tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ tuyến tính mở rộng ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Bộ lưu ý, khu vực này rất có khả năng thuộc trách nhiệm của nhóm lực lượng phía nam, SGF của Nga. Bộ cũng cho biết, Nga đã hoàn thành ba lớp khu vực phòng thủ trên khoảng 120 km của khu vực này. Chúng bao gồm các tiền tuyến gồm các vị trí chiến đấu phía trước và hai khu vực phòng thủ, mỗi khu vực cách nhau khoảng 10 cho đến 20 km. Bộ cho biết, Nga có thể đã nỗ lực cải tiến các công trình phòng thủ này vì họ tin rằng Ukraine đang xem xét một cuộc tấn công vào thành phố Melitopol. Các tuyến phòng thủ có khả năng trở thành những chứng ngại vật đáng gồm đối với quân đội của Ukraine, báo cáo nhấn mạnh. Chiến trận Bakhmut, người Nga khai thác mọi thứ, ngay cả xác chết những người lính của họ. hãng thông tấn AFP đã nói chuyện với các quân nhân Ukraine tham gia vào các trận chiến ác liệt ở Bakhmut, nơi trong nhiều tháng qua là trung tâm của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. The Guardian đã trích dẫn tài liệu viết rằng có những trận chiến đô thị ở Bakhmut và pháo kích gần như không ngừng. Dennis, người nhập ngũ hồi năm ngoái sau khi đã tốt nghiệp đại học, kể lại. Thành phố trông giống như đống đổ nát hơn, gần như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Trên thực tế thì tất cả đã bị phá hủy bởi các loại pháo kích mỗi ngày và đống đổ nát ngày càng lớn hơn. Pháo binh và súng cối liên tục bắn phá liên tục hầu như không dừng lại. Máy bay không người lái, quần thảo thả lựu đạn. Và tất nhiên còn có một cuộc chiến đường phố ác liệt với các loại súng tự động bạn nghe thấy tiếng va ve, tiếng huýt sáo và sau đó là tiếng nổ. Tất nhiên đi kèm theo đó là các mảnh đạn. Dennis nói với AFP chỉ vài giờ sau khi trở về từ trận chiến. Đây là điều tồi tệ nhất, thật đáng sợ, đáng sợ đối với bất kỳ ai. Anh nói và cho biết thêm rằng anh không có thuốc giải độc nào để vượt qua nỗi sợ hãi ngoài việc ở nhà. Đơn vị Dennis ở Badmuth có nhiệm vụ ra phá chất nổ và bẫy mình của Nga để bộ binh Ukraine có thể tiến lên. Oleg, 34 tuổi, thường làm việc vào ban đêm tại các vị trí ở Bakhmut, nói Khi bạn đi làm nhiệm vụ, bạn sẽ không biết liệu mình có quay lại hay không. Oleg nói thêm, người Nga thậm chí còn khai thác xác chết, hồi của cả những người lính của họ. Khi họ rút lui, họ hủy hoại hoàn toàn mọi thứ. Bạn không có quyền phạm sai lầm, tất cả phụ thuộc vào mức độ may mắn của bạn. Bạch là quê hương có khoảng 70.000 người và bất chấp cảnh đổ máu và bom đạn, một số người vẫn bám trụ lại đó. Denis nói, hôm qua tôi thấy một bà già và tôi thực sự ngạc nhiên bởi bà ấy đang tung tăng và huyết sáo khi đang chặt củi gần nhà. Rõ ràng bà ấy đã quen với cuộc sống bom đạn rồi. Trận chiến ở Bạch những gì được biết tới ngày 19 tháng 4. Ngày 18 tháng 4, có tin quân xâm lược Nga đang tăng cường pháo kích và không kích về hướng Bạch biến thành phố này thành đống đổ nát. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Liên bang Nga đang rút quân khỏi Donetsk và chuyển họ đến Bakhmut. Bộ này nói rằng tại Bakhmut, các lực lượng của Bộ Quốc phòng Nga và nhóm Wagner tiếp tục tiến chậm. Đường phía trước trong trung tâm của thành phố hầu hết chạy dọc theo tuyến đường sắt chính. Lực lượng vũ trang Ukraine đang kiềm hãm bước tiến của Nga từ phía nam dọc theo đường Konsansky con đường chính cũ ở phía tây của thành phố. Sáng ngày 19 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rằng, trong ngày qua, hơn 60 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi trên các hướng Liman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka của quân đội Ukraine. Phía trước, những trận chiến khốc liệt nhất tiếp tục diễn ra tại Bakhmut và Marinka. Điện Kremlin đón tin thảm họa trước cuộc phản công của Ukraine. 80% lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga đã bị tiêu diệt. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã làm suy yếu đáng kể nhân sự của quân đội chuyên nghiệp Nga. Như tướng quân đội Mykola Malamud đã tuyên bố trên chương trình phát sóng Espresso. Khoảng 6 lữ đoàn đã bị tiêu diệt trong 2 tháng qua. Ông Malamud nói, Hôm nay chúng ta có thể nói về thực tế là chúng ta đã làm suy yếu đáng kể các lực lượng và phương tiện chuyên nghiệp chính của quân đội Nga. Tôi không thể nói rằng chúng ta đã tiêu diệt, nhưng chúng ta chắc chắn đã suy yếu. Lực lượng vũ trang tiêu diệt từ 500 đến 1.100 kẻ chiếm đóng mỗi ngày, và trong vòng vài tháng, có tới 6 lữ đoàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các lữ đoàn có mục đích đặc biệt. Trên thực tế, chúng ta đang nói về các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga. Thực tế, ngày nay, chúng không còn tồn tại. Các đội quân tinh nhuệ của quân đội Nga bị tiêu diệt gần hết, nhưng Nga vẫn tìm ẩn những hành động gây hấn. Tướng Mikola Malomers nói tiếp, 70-80% nhân sự của lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, không bao giờ được đánh giá thấp kẻ thù. Người Nga vẫn còn lực lượng và phương tiện. Do đó, chúng tôi không chỉ tính đến các hướng ưu tiên mà người Nga đã tự quyết định. Chúng tôi sẽ dùng mọi cách trên mọi hướng để giải phóng toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi. Vị tướng nói thêm, trong ngày qua, lực lượng phòng vệ đã loại bỏ hơn 600 người Nga. Ngoài ra, 64 đơn vị thiết bị của quân xâm lược đã bị phá hủy. Bộ Nội vụ Ukraine đã công bố việc thành lập trang web border.net dành cho người Nga. Ở đó, công dân Nga có thể tìm hiểu về bạn bè hoặc người thân đã thiệt mạng của họ ở chiến trường Ukraine. Ukraine chính thức phát động cuộc tổng tấn công mùa xuân lộ nơi lực lượng Ukraine phản công khiến Nga sợ nhất. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao, các chiến lược đằng sau cuộc phản công mùa xuân sắp diễn ra của Ukraine được cho là đang được cân nhắc kỹ lưỡng theo cách phức tạp ở hậu trường. Cả Ukraine và Nga đều được các nhà chiến lược quân sự dự đoán sẽ gây hấn thêm sau mùa đông dài đầu tiên của cuộc chiến, tùy thuộc vào điều kiện mặt đất và nhân lực sẵn có. Nga được cho là đã bắt đầu củng cố mạng lưới phòng thủ của mình tại khu vực Saborija, phía nam của Ukraine, để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia cho biết hôm thứ Tư trên truyền hình quốc gia Ukraine rằng cuộc phản công theo kế hoạch liên quan đến một loạt các hành động và biện pháp rộng lớn và phức tạp cho lực lượng vũ trang thực hiện, bao gồm chuẩn bị cho mọi người một loạt các hành động phòng thủ và tấn công. Bà nói thêm rằng kế hoạch đã được tiến hành và liên quan đến nhiều chiến lược khác nhau để chuẩn bị thiết bị và dự trữ, huấn luyện và hình thành chiến thuật được lựa chọn theo cách mà kẻ thù không thể phản ứng, theo Kiev Independent. Điều đó bao gồm vượt ra ngoài kế hoạch A hoặc kế hoạch B để ngăn cản các lực lượng Nga có thể nhanh chóng tổ chức lại và tự vệ trước các cuộc tấn công. Bà Malia viết trên Facebook và Telegram, không cần thiết phải phản công công khai chỉ với một số hành động tấn công tích cực, bởi vì mục tiêu chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời bạn phải hiểu rằng những quyết định như vậy được đưa ra trong thời gian chớp nhoáng, không phải trong một hoặc hai tháng. Bà viết theo một bản dịch. Kế hoạch cuối cùng được chọn theo cách mà kẻ thù không thể phản ứng. Hiện tại, các quân sự Nga đang hoảng sợ và bối rối đưa tin rằng việc sơ tán dân thường đang thực sự diễn ra ở Tokmak. Đây là một thành phố nhỏ nhưng là một trung tâm các đường sắt ở phía nam Ukraine do Nga chiếm đóng. Nó cách Melitopol 65 km. Theo các chuyên gia quân sự nhận định, rất có thể cuộc tổng phản công đã bắt đầu. Tóc mắt rất có thể là điểm đầu tiên. Cầu như vậy đi, nếu đánh tóc mắt thì mục tiêu là Crimea. Vẫn chưa rõ các chiến lược của Ukraine đã điều chỉnh như thế nào. Nếu có, sau vụ rò rỉ tài liệu mật được cho là của Tessera, một thành viên 21 tuổi của lực lượng vệ binh quốc gia Không quân Massachusetts, Oleksiy Danilov, người đứng đầu hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine nói với hãng tin AP hôm thứ Hai rằng chỉ là vấn đề thời gian trước cuộc phản công của Kiev, đồng thời nói thêm rằng nhiệm vụ này đi kèm với cái giá rất cao. Danilov nói, nếu chúng ta chưa sẵn sàng thì không ai sẽ bắt đầu mà không chuẩn bị. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Drenikov cho biết vào cuối tháng 3 rằng, thời gian phụ thuộc vào các yếu tố như lực lượng xe tăng bổ sung do phải vượt qua một chiến trường sủng nước và xa lầy do điều kiện thời tiết thay đổi. Vào hôm thứ Ba, ông Trennikov cũng đã khoe xe tăng AMS-10 RC của Pháp đã được chuyển giao cho lực lượng Ukraine sau một sự chậm trễ. Ông gọi chiếc xe tăng này là súng trường bắn tỉa trên bánh xe nhanh. Newsweek đã liên hệ qua email tới Bộ Quốc phòng Ukraine để xin bình luận và qua mạng xã hội tới Malia. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.